Các nhà bảo tồn Argentina mới đây đã thả 3 cá thể rùa biển đầu to trở lại môi trường biển tự nhiên. Đây là loài rùa đang bên bờ tuyệt chủng do bị bắt và làm thực phẩm hay là làm thú cảnh. Những cá thể rùa này được cứu hồi đầu tháng 12 sau khi bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân ở khu vực San Clemente, tỉnh Buenos Aires. Những chú rùa sau đó đã được đưa về quỹ Grupo Marino để được chăm sóc trong 13 ngày, được xét nghiệm máu để xác định tình trạng sức khỏe trước khi được thả về với tự nhiên. Với những chiếc đầu to không cân xứng với thân hình do những lớp mai lớn dày trên đỉnh và hai bên đầu, loài rùa này được nhiều người ưa chuộng bắt về làm thú cảnh. Loài rùa này hiện đang bên bờ tuyệt chủng do bị giảm tới 50% số lượng cá thể và phân bổ chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á.